Rồi, xin chào anh em. Lên lại cái chiếc khu chờ neo FI209 nha nè. Nó còn một chiếc khu chờ neo FI209 duy nhất nha nè. Nói chung xe đang về rất là nhiều nhưng mà do dịch bệnh là vận chuyển rất là khó khăn anh em ơi. Nó rất là chậm chạp. Rất là khó gửi nha nè. Thành ra xe đang treo. Có nhiều chiếc hơi tầm 10-10 mấy ngày không thấy xe đâu. Các chành như là tắc nghẽn, hàng quá nó nhiều quá, rồi nó bị giòn quá nè, ứ động, nó phải giải quyết từ từ. Có chỗ nhận chỗ không, chỗ chưa nhận, bởi vì cái đó anh em thông cảm nha anh em. Việt theo đến hôm nay chưa nhận được, chưa nhận lại luôn nha anh em. Chành Việt theo, Việt theo bot đấy. Ok nè ha, quay cho anh em ốc chữ S đầy đủ cho anh em xem. Đầu bò nó lắm. Bởi vì anh em phải thông cảm hiểu nhau nha anh em. Những cái xe anh em cọc đây là phép không muốn giữ để làm gì đâu. Muốn gửi liền để cho anh em nhận, để anh em có công chuyện thì lại rồi. Nhà cửa kho bãi phép nó cũng trống nữa. Chứ để tùm lum đây chân. Đầu 70 nha anh em. Để tùm lum đây chân rồi đó là nhà nó chật chội. Cũng không muốn giữ làm gì đâu anh em, nhưng mà anh em thông cảm, dịch bệnh chưa làm, dịch bệnh này chả ai muốn đâu anh em, chứ không phải chỗ nào cũng dễ gửi, ship thì ship toàn quốc, nhưng mà bình thường không dịch thì đi rất lẹ, rất là dễ dàng, có nhiều phương án luôn, có thể gửi giường ngầm, có thể việc theo bot đó. Nhưng mà bây giờ thì nó khó khăn lại rồi anh em. Dừng nằm thì cũng chưa chạy, nó dịp theo thì cũng không có nhận nữa. Chứ phép chốt xe anh em chốt rồi, phép cũng rất là nóng lòng để gửi đem cho nó rồi. Không muốn đẩy đây chi đâu, mình chặt quá chặt rồi. Ở đằng kho xe anh em chốt cọc cứng kho đẳng hết trơn. Là mong anh em hiểu. Nhịp theo mà nó gửi là 1, 2, 3 bắt đầu là em chuyển liền, chứ có những anh em ở cánh Tây Ninh, ở cái vùng Đồng Nai, những cái vùng mà anh em không thể ra chành nhận được, ra vận tải đâu nhận được, thì phải bắt buộc phải đợi nhịp theo rồi. Mà bây giờ nhịp theo nó không nhận nữa thì làm sao gửi? Đó. Em thì em bán thì chủ yếu là online nhiều ở đây. Đó, bán liên tục. Bởi vì anh em não chứ keo như anh em cố gắng mà đợi. Chứ gửi mấy cái phương tiện khác thì anh em đâu nhận được đâu. Có những anh chỗ là đi lại rất khó khăn do dịch. Nổ máy vậy nè. Đèn đốm đồ trong gieo rất là đẹp luôn anh em ha. Không có ố vàng, không có bị găng nứt gì hết, áo keo rồi cầm khiết nữa nè. Xe mà xài mà tới chỗ này dán keo nè, đó là nó hiểu rồi đó. Một nổ xíu đây nha anh em, bên đây thì chút xíu trên này, đồ zin đó là phải vậy thôi, dán keo rồi. Miễn bàn, máy không có nói tới luôn. Bữa nay quay giảm tiếp cho anh em 1 triệu luôn nha anh em, 65 triệu. Rất là nhiều anh em trả luôn, cái không bán ấy. Bữa nay anh em nào chốt bán luôn, bán cho nó vui vẻ luôn, cho nó sạch cái lô cũ rồi đi, rồi tiếp tục luôn mới về phục vụ anh em. Xe về nhiều lắm anh em ơi, rất là nhiều xe luôn, mà con cái là kẹt dịch, nó về không kịp. Có những chỗ gần thì mướn xe tải nó không chốt được, còn mấy chỗ xa gửi chành quá lâu,
quýt. Sáu mươi lăm triệu anh em ơi, câm nó còn màu quá nè, câm nó còn màu, câm mà về mà anh rửa, rửa ra xiên, rửa từng cây quét dầu là nó còn vàng khè luôn á, vành cũng vậy luôn, vành rất là sáng luôn mà nó đậu nó dơ nè, thấy không, xe em quay lên cũng tình trạng rất là dơ luôn đó, chứ không muốn làm đẹp mình để quay đem đâu đó, đẹp dơ. Máy cực kỳ luôn nha anh em, máy hết ý vậy anh em. Nói chung cái xe này đẹp lắm á, xe này nó đẹp lắm á anh em, về mà anh em lau chùi rồi nghe ra rất là đẹp luôn, còn mới nữa nha anh em, chứ phải gì không đâu đó, bởi cái hình thể nó rất là tốt, thành ra mình cũng cứ để đi từ từ, chứ em cũng còn con chip thôi. Rất là nhiều anh em trả 65 triệu không bán nha, rồi bữa nay nó quay cũng bán 65 triệu ha, anh em được thì alo gặp hết nha anh em ơi, rồi xin cảm ơn.